Vâng thưa quý vị, chỉ còn 12 ngày nữa thì giải bóng chuyền uy tín hàng đầu nước nhà là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen sẽ quay trở lại với người hâm mộ. Hẳn là vào lúc này các vận động viên đều đang cảm thấy hết sức háo hức và hồi hộp để chờ đợi tới ngày giải đấu chính thức được khởi tranh. Và không biết là chị Quỳnh Hương có cảm thấy như vậy không? Vâng, tất nhiên rồi, tôi đang rất háo hức đếm ngược cho tới ngày mà giải đấu khởi tranh đây. Và trong bản tin 360 độ thể thao ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng hâm nóng bầu không khí hơn nữa bằng việc nhìn lại kỳ VTV Cup năm 2007, kỳ VTV Cup mà đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã lên ngôi vô địch. Sau 3 năm tổ chức ở phía Bắc, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 đã được đưa đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kỳ VTV Cup có số lượng đội tham dự đông nhất với 11 đội. Trước khi đến với VTV Cup năm 2007, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thiếu vắng khá nhiều gương mặt trụ cột như Kim Huệ, Đặng Thị Hồng, Trần Thị Hiền hay Phạm Thị Yến. Nhưng đây cũng là cơ hội cho các gương mặt khác nổi lên như Diệu Châu, Lê Thị Mười, Hà Thị Hoa hay Bùi Thị Huệ. Ở vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng cả 4 trận trước Myanmar, Philippines, câu lạc bộ Shikoku của Nhật Bản và Đại học Hàng không Bắc Kinh để chiếm ngôi đầu bảng. Tại bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Zetsu của Kazakhstan để lần thứ 3 liên tiếp vào chơi ở trận chung kết. Trận chung kết với Đại học St. John's của Mỹ diễn ra rất hấp dẫn. Sau 4 set, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-1 để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 trong sự hân hoan của người hâm mộ nước nhà. Có thể nói kỳ VTV Cup năm 2007 là kỳ VTV Cup không thể nào quên với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà khi mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch. Thiếu vắng nhiều trụ cột thế nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã thi đấu rất tốt với sự vụt sáng của nhiều tên tuổi mới mà một trong số đó là chủ công Lê Thị Mười. Không nằm trong số những vận động viên tham dự nhiều kỳ VTV Cup nhất khi chỉ tham dự từ kỳ VTV Cup năm 2004 đến năm 2009, thế nhưng 6 kỳ VTV Cup thì lại đem đến rất nhiều những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ cho Lê Thị Mười. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe chia sẻ của chủ công đội Mikado Thái Bình về 6 kỳ VTV Cup đáng nhớ nhất mà Lê Thị Mười tham dự. Thực sự với vận động viên của em thì đấy là một cái trải nghiệm cực kỳ là quý báu cho vận động viên để trước thềm các cái giải thi đấu lớn của đội tuyển quốc gia. Mặc dù là tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau nhưng mà đến bất kỳ một cái địa phương nào thì cũng đều nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của khán giả. Không chỉ là ở nơi tổ chức mà khán giả trong cả nước. Và qua mỗi một lần tổ chức thì các cái khâu tổ chức thì đều càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, các cái đội đấu thì cũng càng ngày càng chất lượng hơn, góp phần làm cho vận động viên chúng em có được những cái trải nghiệm rất là quý báu. Cái kỳ VTV Cup mà chúng em cảm thấy là ấn tượng nhất đối với bản thân em nói riêng thì em cảm thấy là cái năm 2007 là cái năm mà để lại nhiều ấn tượng nhất đối với lại bản thân em. Cũng là cái năm lần đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam vô địch VTV Cup. Đấy là cái năm mà thực sự mà đến bây giờ chúng em nhắc lại vẫn còn cảm thấy là rất là hồi hộp. Tức là khi mà VTV trước mỗi một kỳ đấu thì quay lại những cái năm đấy và được xem lại cái trận chung kết năm đấy thì thực sự là bản thân vẫn còn cảm thấy là mình vẫn còn sống được trong cái không khí mà của cái trận chung kết ngày hôm đấy. Nếu mà được nhắn nhủ một cái điều gì đấy đối với lại các em tham gia kỳ VTV năm 2009 thì muốn là các em dù trong bất kỳ một trận đấu nào thì cũng mong là các em sẽ cống hiến hết mình.